xuôi dòng miền Tây bộ bà bị xuôi theo cái dòng dưới đó, sao mày bắt xe ngược về, sao mày dễ vậy? Thì tôi đang từ miền Tây chạy lên á. Cụ thể là ở đâu? Đang ở ở đâu hả? Ở Chợ Nổi á. Chợ Nổi nào? Chợ Nổi cái răng vậy hả? Ừ. Rồi bị kẹt cái răng ở dưới á. Dạ bạn bên đây nó chạy vô đủ hàm mới lên phải không? Đúng rồi, cười cho nó dễ thương duyên dáng đó mọi người. Rồi đó quý vị, gặp mấy người đẹp phương tâm đó nha quý vị. Dạ bên cánh tay trái của em còn có Lumi đó quý vị, nhớ ủng hộ liền tay liền tay mấy ơi, đây đó nè chị. Đâu ai đâu kệ đây đây đây, chào khán giả đi em. Trời ơi bộ em đi bộ bị lạc mấy cái răng giống nó luôn hay sao bé? Gì vậy? Nghe gì vậy? Lý đầu tiên chúng ta xin tâm sự đến quý vị đã có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe với lời chào trân trọng nhất là dễ thương. Tâm ơi, giờ này chị thấy em đi trễ hơi nhiều. Nói tao biết chụp lại mình đó. Là sao má? Anh em mình đang hợp tao mà. Tao còn đủ mày với nó ở chung nhà không đó. Nhỏ này. Tao bây giờ mày muốn hỏi gì em tao? Không biết là Tâm là từ tỉnh nào mình chạy lên đây diễn cho mọi người vậy ạ? Dạ em từ Cà Mau. Cà Mau, Cà Mau có một cái món rất là đặc sản. Hôm nay em có mang đãi mọi người không? Dạ không. Chứ hôm nay em có món gì? Biết sao mà nó đi từ Cà Mau lên không? Sao dạ? Là mẹ đi từ Chợ Nổi cái răng bổ bên cái răng. Còn nói là bổ bên trái cà ở dưới. Nó có trái cà nó bổ bên ở dưới. Không vui. Ừ. Anh ơi nhà. Dạ, em thì em không có món đặc sản Cà Mau. Em có bánh nè, có bánh nè, có bánh nè. Hai cái bánh này trước. Hai bánh sau. Tại sao? Mình đứng kế tôi. Dạ, bà xếp hàng vô đi. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị quan tâm là ngay trên tay hướng mắt mình sẽ có chuẩn bị. Giờ số. Dạ, người đẹp Lucy còn 3 vé chót cũng tình ủng hộ giùm em ạ. Vé cuốn tay vừa may gặp dạy. Lucy ơi, người đẹp ơi. Đẹp quá. Chắc là từ Les Angeles. Đứng như cái quạt hồi như là đạp ma tu tổ vậy thấy không? Hay quá. Số chị đây nha, số chị đây. Lắng lặng mà nghe em kêu còn gần ra. Gần ra không mấy, không mấy gì đi. Số chị đây, ngoái. Hết nhớ chung ạ. Còn em ở Cầu Giấy.
hả? Tao ở Cầu Giấy. Hết hồn tưởng kêu đi cầu cầm giấy. Cầu gì? À cầu ý là cầu giấy phải không? Ok. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu. Một thời đắm bóng. Quế. 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 Chết rồi bây giờ sao? Quế, Quế có sao không? Hô hấp nhân tạo đi. Hô hấp nhân tạo đi. Cứu Quế đi. Quế đánh bom, á lộ Quế bị bom đánh rồi. Quế ơi. Quế. Trời ơi, tụi bay đừng có mất dài quá nha. Đứa nào lấy cái đầu cơm điện ta xuống. Ai? Ai? Ai lột cái đầu ta xuống? Sao con hôn với chú vậy Quế? Ủa? Ai nữa? Chú là Nguyễn Ngọc Ngạn. Trời ơi. Hả? À, chú Ngạn hả? Ngày đầu chú về Việt Nam sao con chửi chú? Vâng ạ, à, con xin lỗi ạ. Con là chắc thế nào? Chắc thì mình. Trời ơi. À, vâng thưa quý vị, Sài Gòn dạo này rất là nóng nực. Vâng, một bài hát chúng ta gửi đến về Hà Nội. Hát tiếp đi em. Một thời đắm bóng, một thời đắm bóng. 44 số gì ra. Em ơi đừng khóc, em ơi đừng khóc, bóng nước trước mắt sẽ bắt em đi trên cõi nam mộng mơ đôi bờ như đây. Em khi em đi nắng lá trong rụng tre qua nhịp cầu tre, ta đưa em đi học có nhìn xa đôi cùng em bé nhỏ sợ lắm buồn cha ngồi xuống cổng em cha nói nói sao nghe cởi vừa vừa là
lớn qua cơn mẹ, chúc người thường anh lớn em bao người mẹ, chúc phải cần anh đi cho nhậu nhiều, nhậu nhậu mà sai thì sai, nhậu anh nhậu mà anh sai lại càng sai, anh đi lớn yêu anh đâu mà đồng tay, chứ anh yêu với thương anh đừng có làm vậy, mà trước tiên hơn anh phải thấy đã bài là 42, 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 chủ nhân đọc giải rồi và đợi em bắt được chó là có chủ nhân đọc giải liền luôn.